Sofoca, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ô cắm 10i, cần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20%, dành riêng cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Nhận voucher dưới comment ngay. Sofoca, thật đáng đồng tiền. Xin chào các bạn. Tối qua, ngày 20 tháng 8, hàng loạt hãng tin phương Tây đưa tin, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Hà Lan, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố nước này và Đan Mạch sẽ viện trợ tiêm kích M16 cho Ukraine. Reuters dẫn lời Thủ tướng Hà Lan cho biết, Hà Lan và Đan Mạch nhất định sẽ chuyển giao F-16 cho Ukraine ngay khi các điều kiện cho hoạt động chuyển giao được đáp ứng. Như vậy, đây là lần đầu tiên một quốc gia phương Tây tuyên bố chính thức về việc chắc chắn chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine, loại tiêm kích mà Kiev rất khao khát và khẳng định sẽ thay đổi cuộc chơi với Nga. Đáp lại tuyên bố chuyển giao kể trên, Tổng thống Zelensky phát biểu bên cạnh Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong chuyến thăm căn cứ không quân Eindhoven ở Hà Lan hôm 20 tháng 8 rằng quyết định này hoàn toàn mang tính lịch sử, mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho chúng tôi. Hiện Thủ tướng Hà Lan Rutte chưa cho biết số lượng máy bay chiến đấu F-16 được cung cấp cho Ukraine. Nhưng trong kho quân sự của nước này có 42 chiếc F-16 và Tổng thống Zelensky đã nói rằng các binh sĩ của chúng tôi sẽ nhận được 42 máy bay chiến đấu tuyệt vời này. Như vậy nhiều khả năng Ukraine sẽ nhận chọn 42 chiếc F-16 từ Hà Lan. Bên cạnh Hà Lan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cũng ra tuyên bố xác nhận thông tin viện trợ F-16, đồng thời cho biết quá trình này sẽ được thực hiện thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác. Khi những điều kiện cho hoạt động chuyển giao được đáp ứng, những điều kiện này bao gồm tuyển chọn, kiểm tra và huấn luyện thành công đội ngũ quản lý và sử dụng F-16 của Ukraine, cũng như các loại giấy phép, cơ sở hạ tầng và hậu cần cần thiết. Và ngay lập tức, sau khi tới Hà Lan, Tổng thống Zelensky tiếp tục tới căn cứ không quân Skrydstrup của Đan Mạch và gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Tại đây, Thủ tướng Frederiksen tuyên bố, chúng tôi biết rằng các bạn cần nhiều hơn thế, đó là lý do hôm nay chúng tôi thông báo chúng tôi sẽ chuyển 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Bà Frederiksen cho biết, 6 tiêm kích F-16 được chuyển giao vào cuối năm nay, 8 chiếc sẽ được chuyển vào đầu năm sau và 5 chiếc vào năm 2025. Đáp lại, Tổng thống Zelensky nói rằng, đây là sự hỗ trợ rất mạnh mẽ cho chúng tôi. Và như vậy, Ukraine sẽ nhận 61 tiêm kích F-16, một con số khá đáng kể. Sau lời cảm ơn với Hà Lan và Đan Mạch, trong một tuyên bố riêng, Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn Mỹ, quốc gia có các quy định nghiêm ngặt về việc bán hoặc chuyển giao thiết bị quân sự cho các đồng minh. Ông Zelensky nhấn mạnh, tôi cũng cảm ơn Tổng thống Biden, cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ và toàn thể người dân Mỹ vì sự ủng hộ vững chắc và những bước đi tích cực liên tục cho liên minh không quân và vì lợi ích của nền tự do chung của chúng ta. Tổng thống Zelensky gọi quyết định này là một thỏa thuận đột phá và cho biết các chiến đấu cơ F-16 sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine cũng như giúp họ phản công mạnh mẽ hơn trong cuộc xung đột với Nga. Được biết, Washington tuần trước đã chấp thuận chuyển tiêm kích F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan cho Ukraine để đối phó với lực lượng Nga sau khi không quân Ukraine hoàn thành các khóa huấn luyện. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho hay, quá trình huấn luyện phi công đã bắt đầu nhưng sẽ mất ít nhất 6 tháng hoặc có thể lâu hơn để đào tạo cả kỹ sư và thợ máy. Ngoài ra, hiện F-16 không thể cất cánh từ các đường băng Ukraine bởi các yếu tố kỹ thuật của Ukraine vốn chỉ đáp ứng cho các máy bay chuẩn Liên Xô và Nga. Điều này dẫn đến suy đoán rằng F-16 mà Ukraine vận hành cần được cất cánh từ đường băng mà Ukraine hiện không sở hữu và có thể đó là từ sân bay các nước NATO láng giềng vào Ukraine. Nhưng dù như thế nào, chắc chắn F-16 sẽ tham chiến ở Ukraine trong thời gian tới. Và người ta đang chờ đợi cuộc không chiến lịch sử giữa F-16, một tiêm kích được sử dụng rộng rãi chuẩn NATO với các đồng nghiệp đến từ nước Nga. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, trước khi có thể nhìn thấy các máy bay chiến đấu của Nga, F-16 trên bầu trời Ukraine sẽ phải tìm cách đối phó với các hệ thống phòng không của Nga. Điều này tương tự như những gì các xe tăng được phương Tây viện trợ như là Leopard, thậm chí còn chưa giáp mặt các xe tăng Nga thì đã bị phá hủy bởi pháo kích, mìn và UAV cảm tử. Theo tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, việc trang bị máy bay chiến đấu F-16 sẽ là một bước tiến cho lực lượng không quân Ukraine. Nhưng vị tướng này cũng cảnh báo, bất kỳ ai cho rằng tiêm kích F-16 hay bất cứ máy bay chiến đấu chuẩn NATO nào có thể dễ dàng hạ gục các hệ thống phòng không hàng đầu của Nga ngay khi tham chiến, có thể sẽ thất vọng. Tướng Hacker cảnh báo, đó không phải là viên đạn bạc và không phải đột nhiên Ukraine có thể bắt đầu hạ gục các hệ thống phòng không Nga vì họ có F-16. Trong đó, dòng lửa S-400 Triumph được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tầm xa tiên tiến nhất của Nga. Ngoài ra, các vũ khí trên F-16 như tên lửa chống radar hay bom dẫn đường do Mỹ sản xuất
có thể bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga khắc chế. Mặc dù F-16 sẽ cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí đó tốt hơn, nhưng tướng Hacker cho biết quân đội Nga sẽ tiếp tục thích nghi và điều chỉnh. Chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu nói rằng, bất cứ khi nào chúng tôi cung cấp cho Ukraine loại vũ khí mới, các vũ khí đó có thể đánh trúng một trong những cơ sở chỉ huy của Nga và họ sẽ nhận ra rằng bây giờ vũ khí này có thể bay xa 32 km so với 24 km trước đây. Sau đó, chúng tôi thấy họ tìm cách điều chỉnh và họ di chuyển tất cả các sở chỉ huy của họ xa tới 40 km. Theo chỉ huy không quân Mỹ, Nga có thể sẽ phản ứng tương tự với các tiêm kích F-16 của Ukraine. Vấn đề là bạn không thể đuổi theo họ bằng những chiếc F-16 trên vùng lãnh thổ họ kiểm soát ở khoảng cách đủ gần, vì bạn sẽ bị một số tên lửa đất đối không Nga bắn hạ. Trong khi đó, về phía Nga, chắc chắn Moscow đã tính toán các phương án F-16 tới Ukraine. Ông Sergei Mironov, chủ tịch Đảng nước Nga Công bằng, cho biết việc chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Theo ông Mironov, chính sách của Mỹ đối với Ukraine đã đi vào ngõ cụt. Ông cũng lưu ý rằng F-16 thực chất là loại vũ khí cuối cùng mà Mỹ có thể chuyển giao cho Ukraine. Trong khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cảnh báo, Moscow sẽ coi F-16 là mối đe dọa hạt nhân vì máy bay chiến đấu này có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 5, ông Lavrov tuyên bố việc gửi F-16 tới Ukraine sẽ là sự leo thang không thể chấp nhận được và cảnh báo phương Tây không nên đùa với lửa. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đích thân lên tiếng cảnh báo máy bay F-16 sẽ bị bắn cháy tương tự như xe tăng của phương Tây cung cấp cho Kiev, đồng thời tuyên bố Nga sẽ tìm mọi cách tấn công vào các địa điểm bên ngoài. Ông Putin ám chỉ tới các căn cứ của NATO nếu có máy bay đồn trú ở đó và tham chiến ở Ukraine. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.